cái này là cái quy hoạch của cái khu đô thị Phú Cường Phú Quý mới nha các bạn. Nó đang xây dựng ở phía xa đó các bạn. Chút nữa mình lại gần cho các bạn xem. Nó làm một cái đảo nhân tạo ra phía ngoài biển như thế này. Và ở ngoài này thì có các khu vui chơi, biệt thự sông Lập và các cái tiện ích. Rất là đẹp nha các bạn. Nhiều người nói nó giống như một cái Dubai mới của Việt Nam. Đây là ở cống Kinh Cục nha các bạn. Cống Kinh Cục Rạch Giá Kiên Giang, đường bạn hay đi xuống. Cái này là khu vực City Hall đang xây dựng nha các bạn. Các bạn thấy là đang xây dựng cũng gần hoàn thiện thôi nha các bạn. Rồi, mời các bạn đi cùng mình ngắm thành phố Rạch Giá nha các bạn. Sắp nhập khu vực khá giả nhất ở khu Rạch Giá này.
Trước mắt các bạn là bệnh viện đa khoa Kiên Giang mới đang chuẩn bị hoàn thành nha các bạn. Nó tới 1.200 giường. Đó, các bạn thấy là rất là cao. Cái bệnh viện này là có trực thăng đậu được nha các bạn. Ở bên tay trái xa xa đó là bệnh viện Nhi. Bệnh viện Nhi cũng cũng mấy trăm giường đó, hình như là 400 giường đó. Cái bệnh viện này nó nằm ở khu đô thị Phú Cường luôn nha các bạn.